Những lời dạy cuối cùng của Đức Phật trong những lời dạy cuối cùng cho các đệ tử khi Đức Thế Tôn ở dưới cây Sala tại Kusinagara, ngài có nói rằng: "Một này các con, hãy là ngọn đèn của chính mình, hãy nương tựa chính mình, đừng nương tựa vào ai khác, hãy lấy giáo pháp này làm ngọn đèn, làm nơi nương tựa, đừng nương tựa vào lời dạy nào khác." hãy quan sát thân mình nghĩ đến sự ô uế của nó biết rằng cả cái khổ và cái vui cũng đều là nguyên nhân của khổ sao có thể ham muốn hưởng thụ hãy quan sát tâm mình biết trong đó không có bản ngã sao có thể ảo tưởng về nó mà ôm niềm tự hào hay ích kỷ nếu biết như thế thì có thể đoạn trừ tất cả khổ sau khi ta diệt độ nếu vâng giữ lời dạy này thì đích thực đó là đệ tử của ta hai này các con đừng bao giờ quên hay từ bỏ những gì ta đã dạy phải thường gìn giữ tư duy và thực hành nó nếu các con thực hành theo giáo pháp này sẽ thường được an vui mục đích của giáo pháp này là để rèn luyện tự tâm hãy chế ngự dục vọng và giữ gìn tránh hạnh tâm hồn các con sẽ trong sạch và lời nói sẽ đáng tin cậy hãy luôn nghĩ đến vô thường các con sẽ có thể từ bỏ được tham sân và có thể tránh được những điều ác nếu các con biết rằng mình bị cám dỗ và vướng vào tham làm thì phải kiềm chế và kiểm soát sự cám dỗ ấy, đừng chạy theo, các con cần phải làm chủ tâm mình, tâm con người có thể biến con người ta thành Phật và cũng có thể biến con người ta thành súc sinh, mê muội thì thành quỷ, giác ngộ thì thành Phật, tất cả đều do tâm này, do đó, hãy kiểm soát tâm, đừng để nó chạy ra khỏi con đường chân tránh. Ba, này các con, hãy vâng theo lời ta dạy, hòa kính lẫn nhau, kiềm chế đừng tranh cãi nhau, hãy hòa hợp với nhau như nước với sữa, đừng nghịch ghét nhau như nước với dầu hãy cùng nhau gìn giữ học tập và thực hành phật pháp đừng phí thời gian và sao nhãng tâm trí vào những điều vô bổ hay những tranh cãi hãy thưởng thức đạo màu có được từ sự thực hành con đường chân tránh này ta đã tự mình chứng ngộ con đường này và đã nói cho các con các con cần phải thường thực hành và gìn giữ nếu các con quên điều này thì có nghĩa là các con chưa bao giờ thật sự gặp ta các con cách xa ta cho dù các con có ở cạnh ta nhưng nếu các con vâng theo và thực hành theo giáo pháp này thì các con đang rất gần ta cho dù ở cách xa ta bốn này các con giờ ta vào niết bàn sắp đến giờ phút chia tay sắp đến nhưng các con đừng than khóc cuộc đời là vô thường không ai được sinh ra mà không chết nay thân ta sắp rời rạc như cỗ xe sắp hư hỏng chính giờ đây cho thấy đạo lý vô thường các con đừng than khóc vô ích nên biết chấp nhận rằng trên đời này không có gì là thường hằng hãy biết rằng đời người sẽ trở về không mong điều vô thường đừng thay đổi là ước mong phi lý con quỷ dục vọng luôn chờ các con sơ hở để đánh bại tâm các con, cũng giống như nếu trong nhà có con rắn độc muốn được yên ngủ thì trước hết phải đuổi con rắn ấy ra. Các con cần phải dẹp bỏ phiền não dục vọng, xua đuổi nó như xua đuổi con rắn độc kia, hãy tích cực phòng hộ tâm mình. Năm này các con, giờ phút cuối cùng đã đến, nhưng các con đừng quên rằng cái chết chỉ là sự chấm dứt thân thể vật lý này, thân thể là do cha mẹ sinh ra, được nuôi dưỡng bởi thức ăn và đương nhiên cũng không tránh khỏi bệnh và chết nhưng thân thể thật sự của phật không phải là nhục thể bình thường mà là sự giác ngộ dù thân thể có chết đi nhưng trí giác ngộ thì sẽ còn mãi mãi nơi giáo pháp và nơi sự thực hành pháp những ai chỉ nhìn thấy nhục thể của ta thì không phải thấy ta chỉ những ai hiểu biết về lời dạy của ta mới thật sự thấy được ta sau khi ta diệt độ, giáo pháp mà ta để lại là thầy của các con, hãy vâng theo gìn giữ và như thế là các con đã làm đúng lời ta. Này các con, suốt 45 năm qua, những gì cần nói ta đã nói, những gì cần làm ta đã làm, không có gì che giấu cả, tất cả đã được nói ra công khai rõ ràng. Này các con yêu quý, đây là phút cuối cùng, ta sẽ vào niết bàn, trên đây là giáo giới của ta.